Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay thể theo lời yêu cầu của rất là đông anh em. Cái bình xăng con ca dù á, thì sau khi mình làm cái video hướng dẫn cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái cách mà để chỉnh và chăm sóc cái bình xăng con của ga trụ của mấy cái rim quay á các bạn, thì hiện tại là có nhiều anh em hỏi mình là cái cách mà để hiểu nguyên lý hoạt động cũng giống như là cái cách mà để chỉnh của bình xăng ga dù nó sẽ như thế nào. Thì cái bình xăng này nó phức tạp hơn bình xăng rim quay, cho nên có thể là trong một video mình sẽ không có làm hết được các chi tiết của nó, tại vì cái bình xăng này nó có nhiều đời. Đây là một cái dạng bình xăng ga dù nè các bạn, thì cái bình này nó có cái bơm phụ trội là giống như chiếc E135 á các bạn, chiếc E135 đời đầu, rồi nó có e điện, rồi để mình coi. Nó có chỗ bắt cái cảm biến TB, cái bình này có cảm biến TB mà người ta tháo ra nè, bình ga dù. Thì bình này nó có nhiều dạng nhưng mà cơ bản thì nó cũng là một cái nguyên tắc như nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video mình nói về cái nguyên lý hoạt động của bình xăng ga dù, các mặt liên quan, để anh em mình hiểu vấn đề. Sau đó nếu mà phát sinh thêm cái gì đó, thời lượng video không đủ, thì mình sẽ làm một cái video tiếp tục để trả lời những câu hỏi anh em liên quan tới cái bình xăng ga dù, để các bạn hiểu hơn về cái loại bình xăng này nha các bạn. Thì cái video lần trước mình làm là về bình xăng con ga trụ á, mình đang để cái đường link ở đây, anh em nào chưa coi nhấn vào đó để coi. Thì cái dạng video này mình sẽ làm nhiều hơn về sau này, để anh em hiểu là vừa mô tả lý thuyết mà cũng là vừa những cái video hoạt náo cái hoạt động của chi tiết trên xe. Rồi thì giờ cái xe này mình để mình nói tình trạng luôn. Ngày hôm nay mình làm xe này là nó để lâu không sử dụng, và ngày xưa thì nó cũng rất là hay bị khó nổ, có nghĩa là trước khi mà nó nằm một chỗ trước dịch á là nó hay bị tình trạng khó nổ. Thì bây giờ mình sẽ mở ra mình coi những cái hư hỏng của nó để mình cho các bạn hiểu rõ thực tế luôn, là mình vừa lý thuyết với thực hành luôn. Thì trong lúc mà đợi Thắng mở cái bình xăng này ra cho mình để mà mình làm, thì mình sẽ quay qua mình nói lý thuyết nguyên lý hoạt động của bình xăng này và những cái mạch ga cần quan tâm. Rồi khi Thắng tháo ra xong thì mình sẽ thực tế mình chỉ cho anh em những cái điểm hư hỏng trên này và cách chỉnh cơ bản trên này đã. Rồi sau đó anh em thắc mắc cái gì đó thì các bạn để lại comment, mình sẽ cố gắng mình tiếp cận và giải thích cho anh em hiểu rõ hơn. Rồi anh em không biết anh nào tên Thắng nè, anh này tên là Thắng nè. Trời ơi. Bụng hơi bự xíu thôi. Rồi có đâu. Rồi hít vô. Đâu. Hít vô. Có bự lắm. Rồi mở đi. Trước khi mở cái bình xăng con đây, mình cho anh em coi cái tình trạng xe này trước đã ha. Rồi mình sẽ đi lên mình giải thích sơ đồ nguyên lý hoạt động và lý thuyết của nó. Rồi. Đó. Rất là khó nổ các bạn. Rồi ok, thôi được rồi. Rồi, khó nổ lắm nha anh em. Đó thì giờ mình sẽ lấy cái bình xăng con ra ngoài, mở thùng miên lên đi. Mấy cái xe mà đi lâu ngày á, anh em để ý nha, khi nó mất lửa các bạn đừng có thử lửa rồi để nguyên dàn áo làm, nó cũng khó lắm. Thì có nhiều video mình đã nói với anh em rồi, khi mà đã có sự cố chuột cắn thì chúng ta cần phải tháo cho nó bung cái dàn áo ra để kiểm tra. Các bạn thấy là nó cắn nè, chỗ này chạm khúc nè, nó cắn cái này khúc nè, nó cắn tới đây khúc nè, thấy không, nó cắn tới đây khúc nè, các bạn thấy không đó, nó cắn nè, cắn nè, nó cắn rải rác luôn xung quanh cái xe đó. Thật ra là anh em mình lưu ý nha, đó nó cắn nè. Cho nên các bạn chỉ cần các bạn nối một chỗ thôi, rồi các bạn không để ý, các bạn câu điện vô mà lỡ nó xui xui á, nó chặt ở chỗ khác cái nó phục nó cháy xe nha anh em. Đó, nó cắn tùm lum hết, nó đã vô được xe là nó cắn vậy đó. Đó thì cái xe này đã được thợ khác làm rồi nè các bạn, đứt cái chân này, cái họ luồn cái dây màu xanh mà nối vô đây nè, họ không dám chích chân ra đây nè các bạn thấy không. Thì cái này là mình không có khuyến nghị làm nha, nguy hiểm lắm nha anh em, nó dễ chạm chân chết IC lắm. Thì giờ mình sẽ mở ra mình cho đứa em nó rọc chân ra hết, nó rọc dây này ra, bó đuôi này ra hết, nó làm cho nó hoàn thiện rồi chích cái chân này lại, rồi lát nữa mình sẽ cho anh em coi cái hoàn thiện nha. Do đây là đang làm giả chiến nha anh em, không có phải làm tại chỗ làm việc của mình, cũng không có đồ nghề ống đồ, cho nên lấy cái này lót đỡ đi. Các bạn nhiều anh em biết coi nó sao không có tiền mua cái mâm đồ nghề nữa ha. Đang này là đang làm ở ngoài nha, chứ không phải là làm tại chỗ của mình. Rồi đó thì đây là cái bình xăng con đã tháo ra nè các bạn thấy không, đó, nó dơ vậy nè, đó, nó dơ. Thì tại sao lại mình lại làm từ cái bình xăng này? Cái bình xăng ga dù này là cái bình xăng trong cái hệ thống đơn giản nhất, có nghĩa là nó là cái dạng cơ bản, là nó chỉ có cái bướm ga điều chỉnh ở đây, và bên này thì nó có thêm một thứ đó là gọi là van cắt gió. Thì cái loại van cắt gió này nó cũng trên bình xăng ga trụ như là Sirius hay là quay quay thế hệ mới, hay là rim 125, rim lùng vậy đó, là nó sẽ có van cắt gió.
đó thì các bạn thấy cái van này rồi. Thì giờ mình sẽ trước mắt mình giải thích cái nguyên lý hoạt động của cái này cho các bạn ở trên cái mô hình rồi đó. Thì đây là cái bướm ga, đồng tiền mở bướm ga, và bên này có cái van cắt gió, hai cái cơ bản thôi. Còn với những bình xăng khác á, thì nó sẽ có là mạch để mà làm nguội khi khởi động, nó có cảm biến TP, rồi nó có mạch bơm phụ trội, gọi là bơm tăng công suất á. Đó, thì nó có nhiều thứ. Thì đây là cái cơ bản nè, thì mình đã mới giới thiệu với các bạn ba thứ, đó là bướm ga TP nè, cái hoạt động của dù ga nè, và cái hoạt động của van cắt gió. Rồi giờ mình sẽ tháo bình xăng này ra cho các bạn coi van cắt gió. Rồi, mở ra, mở van cắt gió ra để mình nói lý do là tại sao xe này nó bị đề rất là khó nổ nha các bạn. Rồi, do là thứ nhất là thợ cũ chỉnh con ốc này nè, nó bị lệch, nó không đúng. Thì cái nguyên tắc chỉnh con ốc này, gọi là ốc chỉnh mạch ga phụ này nè, hay gọi là anh em quen gọi là ốc gió đó, thì nó cũng giống như là cái con ốc trên xe rim quay thôi. Rồi mở ra à, cái này là cái van cắt gió nha các bạn. Cái van này nó không kín á, nó chảy ướt xăng nè, nó bị ngập, ướt nhẹp một cái à. Van này là coi như phải bỏ thay van khác rồi đó. Rồi, thì ở đây các bạn thấy nè, con ốc này là con ốc chỉnh mạch ga phụ à, nó sẽ đưa xăng ra mạch ga phụ nằm đây nè các bạn thấy không, thấy cái lỗ xéo xéo không, để mình ráng mình lấy ánh sáng cho anh em coi. Ô, sao nó có thùi ta, đó cái lỗ xéo xéo á, mình chỉnh độ sáng lại cái đã. Em có gì em rọi giúp anh không em, nó đen tối quá khó coi quá. Có đồ rọi không, rọi giùm anh vô cái lỗ đi. Rồi đây nè anh em, cái lỗ xéo xéo nè, đó cái lỗ xéo xéo đó các bạn thấy không, đó mình đang để giữa màn hình đó. Thì cái lỗ đó là chỉnh xăng mạch ga phụ ralenti ha, và gió nó sẽ đi qua cái đồng tiền bằng một cái lỗ nhỏ trên cái đồng tiền các bạn thấy không, một cái lỗ nhỏ nè, và đồng thời gió cũng sẽ đi qua bên này để ép xăng lên. Thì nó là cái hỗn hợp khí đó nổ là mạch ga phụ, mạch ga cầm chừng. Và chúng ta cũng phải đôi khi chỉnh con ốc này để cho nó mở đồng tiền ra, chỉnh con ốc này để mở đồng tiền cho gió qua, để mà nó cái tỷ lệ xăng và gió nó đúng chuẩn các bạn, để nó nổ á. Đây điều khiển đồng tiền mở rộng hồng ga ra ha các bạn thấy không. Đó rồi, thì ở đây nó có thêm một cái thay vì là e điện á, thì cái xe này nó có một cái e cơ nè các bạn, gọi là mạch làm đậm khi máy nguội á. Lấy nét là gì mà đây là mạch làm đậm khi máy nguội, cái e cơ nằm đây nha các bạn nha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình mở cái bình xăng này ra tiếp. Rồi giờ Thắng đã mở luôn cái dù ga ra à, thì chúng ta phải kiểm tra tiếp coi cái dù ga này nó có bị rách không các bạn. Đó, trên mình sang ga dù chúng ta phải kiểm tra cái dù ga này không có rách ha, và cái bít tông ga này nó có bị mòn hay không, bị mòn bị khuyết, nó bị lỏng hay không, tại vì nó sẽ bị luồn gió các bạn, khi nó lỏng nó mòn là nó sẽ luồn gió. Rồi tiếp tục giờ Thắng sẽ mở cái chén xăng ra. Rồi giờ cái bình xăng nó được mở ra các bạn à, mình mở ra ha. Thì nó cũng giống như là cái bình xăng ga dù hôm bữa mình nói các bạn á, thì trong này nó có cái phao xăng này các bạn thấy không, có cái phao xăng, thì cái mực xăng khi nào nó đầy thì nó sẽ đóng van ở đây lại, van bung tu nằm đây. Rồi giờ em lấy cái vít em đút đây em mở luôn, lấy phao xăng ra cho. Thì khi cái hiện tượng chảy xăng nó xảy ra là do cái van bung tu này nè các bạn, cái đầu này nè lâu ngày nó bị mòn so với cái lỗ đây ha. Vậy thì chúng ta sẽ đóng lại cái lỗ bung tu này thì nó sẽ chảy xăng, thì những người thợ là mình xăng con họ sẽ làm cái đó. Bây giờ mình chỉ giải thích cái đường đi của cái đường gió phụ và gió chính ở trong này thôi nha các bạn. Bây giờ em mở giùm anh, cái này là gipler chính nè, cái này là gipler phụ nè, em mở ra giùm anh. À, mình không thể nào sử dụng cái video có trên thiết kế 3D trên cái video của mình vì nó sẽ dính bản quyền. À, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cách này là mình sẽ reaction những cái video này. À, mình hướng dẫn các bạn trên cái video của mình ha, mình hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ phát cho anh em coi về những video này. Thứ nhất là nó nói về vít chỉnh gió, thứ hai là nó nói về dù ga, thứ ba là nó nói về cái e cơ, và thứ tư là nó nói về cái van cắt gió. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tới từng video. À, trên cái video các bạn đang thấy nó nói về van cắt gió, thì tên nó là van cắt gió thì nó cũng hiển thị luôn chức năng của nó luôn. Đó, thì trong điều kiện hoạt động bình thường á, là cái đường gió màu xanh các bạn đang thấy đi đổ từ trên xuống dưới á, là nó thông gió cho cái việc luân chuyển bên trên cái dù ga. Thì khi chúng ta đóng ga đột ngột á, là cái lực hút chân không nó sẽ hút lên cái màng dù của van cắt gió, và điều này nó sẽ đóng lại cái hoạt động luân chuyển này, và nó giúp cho cái lực của lò xo nó thắng được cái lực hút của dù ga, nó sẽ đẩy cái đường xăng lại. Video thứ hai này thì nó nói về một cái hệ thống khác, đó là cái hệ thống e cơ. Thì trên một số xe cao cấp thì nó sẽ là e điện. Thì cái e cơ này là gì? E cơ này là có nghĩa là mạch làm đậm xăng khi máy nguội.
Nếu như trong điều kiện máy nguội các bạn khó khởi động vì lúc này nó bị thiếu xăng á, thì các bạn khi kéo cái e gió này lên á, thì cái đường màu xanh là đường gió phụ đi vào, nó sẽ giúp đẩy thêm một lượng xăng đưa vào trong buồng đốt, giúp xe dễ khởi động. Thì cái này người ta gọi là mạch làm đậm khi khởi động. Còn video này nó nói về cái nguyên lý hoạt động của cái dù ga. Thì xe này khi chúng ta dịch chuyển ống ga, chúng ta sẽ không có nâng trực tiếp cái bích tông ga lên, mà chúng ta sẽ xoay cái đồng tiền cánh bướm. Và khi cái đồng tiền cánh bướm này được tác động á, thì áp lực hút nó sẽ được hút vào nhiều hơn. Thì điều đó tương đồng với cái việc là áp lực hút ở trong cái đường gió phụ và gió chính. Thì đường gió chính ở đây nó đang hiển thị là màu xanh dương, nó sẽ đánh tơi xăng và làm loãng cái xăng ra để dành thành cái dạng hơi xương. Còn cái đường màu đỏ đó là cái đường đó là cái áp lực nó sẽ nâng cái dù ga lên. Thì chúng ta càng nâng bướm ga thì cái áp lực ở đường màu xanh và đường màu đỏ nó đều lớn. Thì khi mà cái dù ga được nâng lên á, đồng thời nó sẽ kéo cái bích tông ga và kéo cái kim xăng đi lên. Thì khi kim xăng được đi lên thì nó sẽ giải phóng được một lượng xăng hóa hơi đưa vào trong buồng đốt. Và khi chúng ta đóng cái bướm ga nhẹ lại từ từ thì cái áp lực ở cái đường màu đỏ nó sẽ giảm từ từ và đường màu xanh nó cũng giảm. Và thời điểm này thì phối hợp giữa van cắt gió đó là cái bích tông ga này nó sẽ được đưa xuống từ từ. Nếu chúng ta đóng đột ngột thì nó sẽ đóng luôn, còn nếu mà đóng từ từ thì nó sẽ hạ từ từ xuống. Hạ từ từ là khi áp lực nó nhẹ từ từ nó hạ xuống. Thì khi hạ xuống thì kim xăng nó sẽ đóng cái đót lại, thì cái lượng xăng đưa vào trong nó sẽ giảm từ từ và ga nó sẽ hạ xuống từ từ. Còn nếu như chúng ta đóng đột ngột thì van cắt gió nó sẽ ngắt luôn, đột ngột luôn, thì cái bích tông ga này nó sẽ đóng lại hoàn toàn lập tức luôn. Và đây là cái video cuối cùng. Thì video này chúng ta hay còn gọi là con vít chỉnh gió đó. Thì con vít này là con vít chỉnh mạch xăng phụ, hay là con vít chỉnh mạch ga cầm chừng, cũng là nó luôn, nó cũng liên quan luôn. Thì khi mà chúng ta càng siết cái con vít này lại á, nó sẽ khóa cái lượng xăng được đưa vào trong buồng đốt. Tại vì áp lực gió đi vào nó sẽ đánh tơi xăng ở vít lơ phụ. Và xăng lúc này nó là một cái hỗn hợp nổ giữa xăng và gió. Thì khi con vít này càng được siết chặt á, là nó sẽ khóa cái lượng xăng. Thì chúng ta sẽ thấy trên một cái màn hình nhỏ nó có cái lượng xăng phun hơi xương rồi đó. Thì nếu mà chúng ta xoay con vít này nè, chúng ta siết nó vô từ từ, thì cái lượng xăng mỗi lúc nó sẽ nhỏ đi. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cái góc độ khác để chúng ta thấy con vít nó xoay chuyển. Đó, thì ban đầu lượng xăng phun ra các bạn thấy rõ ràng là nó phun ra đằng sau cái đồng tiền. Lúc này chúng ta chưa có vặn ga gì hết trơn á, không có vặn ga. Đó, và cái mạch này nó cũng sẽ bị tác động khi mà áp lực thay đổi, có nghĩa là khi bướm ga mở thì nó cũng bị một phần tác động bởi áp lực hút. Thì nếu bây giờ chúng ta dịch chuyển con ốc này ha ngược chiều kim đồng hồ, có nghĩa là chúng ta nới lỏng ra. Chúng ta càng nới lỏng ra thì cái lượng xăng phun vào sẽ cái vùng màu vàng nó sẽ càng nhiều. Và khi ngược lại với cái trạng thái đó là chúng ta siết nó vào, thì khi chúng ta siết càng vào thì cái lượng xăng nó sẽ càng giảm xuống. Thì như nãy giờ mình hướng dẫn anh em á, về cái video clip hoạt náo cái mô hình 3D của cái bình xăng con này các bạn. Thì giờ mình sau khi vệ sinh đây sạch sẽ rồi đó, mình đã coi lại cái phần dây đồng buộc này nè các bạn. Dây đồng buộc này là họ buộc cái nắp này, do cái nắp này bị gãy các bạn, họ chế vô đây ha. Đó, thì họ buộc vô cho nó đừng có xúc. Thì đây là cái phần này mình video sau mình sẽ nói rõ cho anh em cái phần đó. Bây giờ mình chỉ nói về ba cái chính. Cái thứ nhất là hoạt động của cái dù ga nâng bích tông. Thứ hai là hoạt động của van cắt gió. Và thứ ba là hoạt động của cái e cơ. Cái này không phải xe e điện mà là e cơ, có nghĩa là kéo bằng tay đó. Rồi hay là còn gọi là cái le gió đó, mấy anh ở ngoài Bắc gọi là vậy. Bốn cái. Cái thứ tư là con vít chỉnh mạch xăng phụ, mà chúng ta hay gọi là vít chỉnh gió, nằm đây. Vít nằm đây đó. Thì bây giờ đầu tiên á, là mình phải nói là tại sao nó gọi là con vít chỉnh xăng. Tại vì tất cả những hoạt động trên cái đường gió của cái xe này là nó đều dựa vào lực hút của động cơ các bạn. Khi các bạn vặn ga đây, nó đâu mở bích tông ga các bạn thấy không? Nó không mở bích tông ga mà nó mở một thứ mà chúng ta hay gọi là cái đồng tiền, hay gọi là cánh bướm. Nó mở đây nè các bạn, mở đây cho gió vào. Nhưng mà bây giờ á, nó phải có một cái cơ chế nào đó để mà nó nâng cái bích tông ga này lên, đúng không các bạn? Thì hồi nãy ở trên cái video á, các bạn thấy rất là rõ là đây là cái đường nâng cái dù ga, nâng cái dù ga lên. Thì cái đường này á, ngoài cái nâng dù ga thì muốn nâng được thì nó phải có đường gió vào, thì nó phải có đường gió ra. Thì đây cũng là một cái đường gió ra của nó nè các bạn thấy không? Đây là một đường gió ra liên quan tới cái e đó, đường gió ra thứ nhất. Rồi nó phải có những cái đường gió ra khác, ví dụ như là đường gió ra ở đây, đường gió ra hai cái lỗ này,
thì nó thông xuống đây là van cắt gió nè, và nó thông xuống đây để ra lỗ này đó, có những cái đường thoát để mà đó, anh em mình thấy không, thấy rõ ha. Thì gió vô đây để nâng cái này. Thì ban đầu á, ở trạng thái dù ga ban đầu, có nghĩa là khi mà chúng ta nổ ra đăng ti á, thì nó sẽ không nâng được cái dù ga. Lý do cái dù ga này ở trong này nó có cái lò xo nó đè xuống. Thì khi mà một cái lượng gió đủ mạnh á, đủ mạnh thắng được cái lực của lò xo, cho nên chúng ta không có được kéo giãn cái lò xo hay là cắt cái lò xo độ chế. Cái đó nó sẽ làm sai lệch cái hoạt động của kỹ sư, họ đã tính toán khí động học nha các bạn. Đó, cho nên là lò xo nào phải xài lò xo đó. Thì khi mà cái lực máy mà nó thắng được á, khi mà nó hút qua đây được, cái tua máy nó nổ đủ thắng được á, thì cái lượng gió đó nó sẽ nâng từ từ cái piston ga này lên. Nâng piston ga này lên. Đó, nó nâng từ từ lên. Là nó dựa vào lực hút của động cơ nha các bạn. Tua máy càng lớn, lực hút càng lớn, nó sẽ nâng được cái piston ga này càng lớn lên. À, video nãy các bạn đã thấy rõ rồi. Rồi, đó là đường nâng dù ga. Đường van cắt gió. Tại sao làm van cắt gió? À, khi mà chúng ta đóng ga lại, áp lực nó sẽ lên cái lỗ này. Ở đây nó có cái xin. Và cái lỗ này nó sẽ hút thông qua cái nắp này rồi anh. Đó, thông qua nắp này anh em. Rồi nó qua đây. Thì khi đó đóng ga đột ngột nó sẽ hút. Thì lúc này nè, nó sẽ rút cái dù ga này lên. Hồi nãy chúng ta thấy rồi đúng không, trong video rút cái này ra. Thì khi nó rút ra, nó sẽ chặn đứng cái sự thông với lại cái bét phụ này để đưa xăng lên những cái lỗ mà phun hơi sương, nó sẽ nằm đằng sau này nè. Hơi tối nha, các anh nhìn đó. Sau cánh bướm này nó sẽ có những cái lỗ nhỏ. Em lấy nét được không cho anh em họ thấy. Hơi tối ha. Khó thì. Đó, anh em mình có cái bình xăng này, anh em mình dở ra là sẽ thấy liền. Mở đèn pin lên cho. Mở đèn pin đó, đây. Đây. Mình rọi cho anh em thấy, cố tình để anh em thấy. Đó, 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 những cái lỗ xương anh em thấy không? Đó, đằng sau cánh bướm đó, mình đóng cánh bướm lại là nó sẽ che lại cái lỗ đó. Đó, nó sẽ che đó, cái lỗ nằm đằng sau cánh bướm á. Đó, thấy không? Những cái lỗ li ti nhỏ nhỏ đó. Rồi, đó. Thì trên video thì các bạn thấy rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ cho anh em nằm vị trí nằm đâu thôi. Thì lúc đó gió nó sẽ không còn thông liên kết giữa cái đường gió này, tại vì nó nằm ở trong này nó hút mà. Nó đưa gió vô mà. Thì khi đó nó sẽ không còn thông ở cái gích lơ phụ nữa, thì nó ngắt xăng đến gì để tua máy giảm liền, nó không có bị rống ga, òa ga. Và tới một cái mức độ ga tua máy, cái lực hút á, nó không còn thắng được cái lò xo này nữa, thì cái lò xo này lại tiếp tục đẩy cái van cắt gió lại, và lúc này cái đường gió phụ này nó sẽ được thông và xăng sẽ giữ ở ren ti. Và khi đó cái điều chỉnh đường gió phụ này thì nó lại phải nhờ vào cái con vít ở đây. Con vít ở đây thì lúc đó rõ ràng các bạn thấy nè, con vít này nó không có chỉnh bất cứ một cái đường gió nào hết, mà gió là do áp lực máy hút, và con vít này nó sẽ chỉnh cái hỗn hợp giữa gió hay còn gọi là khí với là xăng, là hỗn hợp nổ, có nghĩa là tỷ lệ hòa khí giữa xăng và gió. À, con ốc này, cái gân nằm đây các bạn thấy không, cái gân nằm đây nó điều chỉnh trên cái gân này. Thì lúc này không còn chỉnh đơn thuần là chỉnh gió nữa, mà chỉnh cả xăng và gió luôn. À, cho nên là người ta mới gọi là đây là vít chỉnh mạch xăng phụ, hay là vít chỉnh mạch ga phụ, nó nằm trên gần này, nó là vít này. Thì trên video là anh em mình thấy hết rồi, đường đi nó nằm đây, nó thể hiện các bạn chịu khó dò theo cái đường gân. Và nếu như các bạn mình có được cái dòi hơi đó, thực tế có bình xăng thì chúng ta thổi là chúng ta sẽ thấy nó thông đi đâu liền. Ví dụ như đây nè, cái đường hút áp lực nè, các bạn nhìn thấy cái gân nhỏ đây nè, gân tuốt ở trong này nè, thấy không, cái gân xéo đây. À, hút áp lực nó đưa ra đây nè, các bạn thấy rõ ràng là cái chữ L nằm đây nè, đó. Rồi đường gió phụ là cái gân xéo ở đây, rồi cái đây là cái đường gió nó đi vô để vô gích L chính để mà nó quýnh tơi xăng nè, các bạn thấy không, thấy rõ ràng trên các đường gân. Và đây là những cái đường chờ, thì sau này sẽ có những cái vị trí khác như là bơm phụ trội, những cái bình đời mới, hay là những cái khác như là e điện này nọ vân vân đó. Rồi tiếp tục trên này chúng ta sẽ thấy một thứ nữa, đó là đường đi của các e điện. À, thay vì nó là e điện thì nó là cái e cơ. Thì cái mạch xăng phụ nó sẽ nằm đây anh em. Đây, ở đây ha. Nó sẽ lấy gió từ cái lỗ này, lấy gió từ cái lỗ này. Sau đó nó sẽ đưa xuống đây nè, đưa xuống cái trên đầu cánh bướm nè. Đó, trên đầu cánh bướm nó có một cái lỗ trên đó. Và đường xăng thì nó sẽ lấy ở đâu đúng không? Các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái gân nè. Đó, cái gân này, cái gân từ đây nè, đưa lên đây nè, thấy không? Đưa lên đây. Và cuối của cái đường gân này là ở đây nè, nó có gãy chút bi nè. Đó, nó đâm xéo từ trên này, nó đâm xuống tới cái góc này luôn, để lấy xăng của cái mạch phụ, gọi là cái mạch kéo e, hay còn gọi là mạch làm đậm. Cho nên là
trên một cái bình xăng con này, cái cấu tạo và đường đi nó rất là phức tạp. Thành thử ra anh em mình không có nên chế biến. Mình thấy một số anh em lấy silicon bít mấy cái lỗ này lại binh biến tùm lum hết á. Thành ra là các bạn sẽ làm sai lệch đi rất là nhiều giá trị ha. Thì trong video này thời lượng nó có hạn, thì mình chỉ có thể là nói với anh em là các cái vấn đề liên quan tới cái đường đi của các con đường gió và xăng bên trong bình xăng con, hay gọi là bộ chế hòa khí. Thì để hiểu hơn thì không thể nào trong một video mà chúng ta có thể phân tích hết được cái vấn đề của cái bình xăng con. Cho nên là nếu anh em còn thắc mắc cái gì, còn cái gì chưa rõ, hoặc là cảm thấy mình nói cái gì nó chưa phù hợp, chưa đúng á, thôi em để tập trung góc quay, thì anh em có thể comment bên dưới, rồi sau đó mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn rõ hơn. Chứ còn mình biết là trong video này mình nói thì giống như video trước á, không thể nào hết 100% ý của một cái bình xăng con này đâu. Cái bình xăng con này nếu mà nói nó chắc cũng cầu cả 2 ngày trời á, chứ đừng nói mà 1-2 tiếng hồ ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ ráp cái lại cái bình xăng con này và lên xe mình hướng dẫn anh em chỉnh con ốc, chỉnh mạch ga phụ và chỉnh relenti của nó cho nó nổ chuẩn nhất. Thì nó cũng tương tự như là cái bình xăng ga trụ thôi, bình xăng ga dù cũng y chang vậy thôi. Thì do là mình cũng không có cái van này mới, mà cái van này thì mình thấy nó cũng chưa có lủng, nó mới giống như bị chai mấy chỗ thôi. Thì giờ tạm thời mình sẽ xài lại cái miếng này nha các bạn. Mình ráp nó vô lại đây. Rồi cái dù ga này nó cũng không có ráp, thì mình cũng sẽ ráp lại. Và mình thấy cái kim đót ở đây nó cũng không có mòn, cho nên mình vệ sinh mình gắn lại. Và bây giờ mình sẽ lên xe chỉnh cho anh em coi. Bây giờ đã gắn xe tới thui rồi, nhưng mà cũng phải quay video thôi, tại vì tối nay phải trả xe này rồi anh em. Thì giờ bật khóa lên, bóp thắng thì ở trên có cái đèn nè, đèn đuôi á, nãy nó bị chuột cắn dây điện nói. Rồi bây giờ nổ máy, bóp lộn nút bàn. Rồi thì bây giờ hiện tại là mình đã chỉnh đúng cái gió, nhưng mà để mình mô tả cho các bạn, để các bạn biết đường làm, tại vì ở đây mình không có đồ nghề các bạn. Em bóp thắng mình nha, ở đây mình không có đầy đủ đồ nghề, thành ra mình thiếu một cây vít, đó là cái vít dài á các bạn, từ cái lỗ này nè. Mình sẽ đâm thẳng vô trong con ốc, hồi nãy là con ốc chỉnh mạch xăng phụ á, hay gọi là ốc gió, nó nằm ở dưới này nè các bạn. Thì chúng ta sẽ xây nó là 1.5 vòng, có nghĩa là chuẩn là 1.5 vòng, nhưng mà cũng như là cái bình xăng hồi hôm bữa mà chúng ta chỉnh là bình xăng ga trụ á, thì khi muốn chỉnh á là các bạn sẽ, ở đây là con ốc chỉnh cái bướm ga, cái đồng tiền bướm ga các bạn thấy không, mình xả ra thì ga nó sẽ nhỏ lại, xả ra nó sẽ nhỏ lại, nhỏ tới một mức độ nè. Cái phần ốc này nó đã hở ra khỏi cái chịu bún ga, mà nó vẫn còn guarantee, nó không bị mất, nó không bị tắt. Thì các bạn biết lý do sao không? Do cái bình xăng này là nó bị cái đồng tiền, mình nhìn mình rọi qua ánh sáng mình thấy nó có một cái độ hở nhẹ các bạn, nó bị hở nhẹ do nó mòn rồi, mà tại mình không có đồ để mình làm, thành ra là bây giờ mình chỉnh đỡ thôi đó. Thì với cái bình xăng này cũng giống như cái việc là trên cái bình xăng ga trụ á, nó bị mòn kim đót hoặc là nó bị mòn bít tông ga, thì cái hiện tượng nó cũng như vậy. Chúng ta có xả ốc ralenti ra, ốc gió chính ra, thì nó vẫn bị không tắt máy, có nghĩa là nó vẫn có đường gió thông qua các bạn. Nè các bạn thấy không, mình xả ra rồi nè, mình xả cho hở luôn nè, mình xả hết luôn nè, đó, nó vẫn không tắt được. Đó là tại vì cái đường gió chính, cái cánh bướm nó bị hở các bạn đó. Thì cái cách chỉnh là chúng ta sẽ chỉnh con ốc này siết vô cho tới khi nào ga nó rống lên cao một xíu. Rồi, đó, rống lên cao vậy. Sau đó chúng ta siết con vít chỉnh mạch gió phụ vô, siết con vít ở đây vô. Siết khi mà nó đụng ở trong rồi đó, thì con ốc vít chỉnh cái mạch gió phụ á, lúc nào nó cũng sẽ có một miếng lông đền và một cái miếng xin tròn. Thì nguyên tắc là nó sẽ không cho gió luồn vào. Khi các bạn siết cứng cái đầu ốc đó vào, thì có nghĩa là các bạn đã chặn hết cái đường mạch xăng phụ rồi, chặn hết rồi. Thì lúc này nó sẽ tắt máy, nó sẽ liệm máy xuống nó tắt. Thì cái đó các bạn đừng để nó tắt máy. Nếu mà các bạn không muốn để lại thì các bạn đừng để tắt, vừa đụng cái các bạn xả ra liền là nó sẽ không bao giờ tắt được. Còn nếu như các bạn đụng vô rồi mà nó tắt máy thì chắc chắn các bạn sẽ phải xả nhẹ ra để cho các bạn bấm đề thì nó mới nổ ha. Thì lúc này chúng ta chỉ việc là xả tới khi nào mà cái tua máy nó rống lên cao nhất, thì cái đó chúng ta nhích nhẹ lại một cái thôi, chứ không phải là được 1/4 vòng nha. Có nghĩa ví dụ nè, mình xả ra tới góc này đúng không, là nó rống lên rồi, thì mình nhích nhẹ vô một góc khoảng tầm độ là nếu mà tính theo kim đồng hồ á, thì nó khoảng tầm độ là 5 tới 10 phút. Ví dụ như đang 12 giờ gì mình dặn 5-10 phút là được. Có nghĩa là mình ép nhẹ vô một cái là đảm bảo các bạn là xe đó chạy không bao giờ bị thiếu xăng. Nhưng với điều kiện nha, kim đót phải tốt nè,
dù ga phải tốt nè, bít tông ga phải tốt nè, mực xăng trong chén phải tốt, mọi thứ phải chuẩn và xe không bị xì xuất bắp, bít tông bạc không mòn, thì chúng ta chỉnh đúng như vậy thì đảm bảo là guarantee nó rất là nhuyễn, và đặc biệt là lên ga nó sẽ không bị hợp. Đó thì cơ bản nó là như vậy, nhưng sẽ có những cái trường hợp phát sinh, ví dụ như là cái cổ hút này nó xì nè, rồi cái chân ở dưới nó xì nè, rồi những cái đường hút cái da bơm xăng trên cái da bơm á, nó bị luồn, nó bị xì, nó kéo xăng trực tiếp xuống dưới này luôn, nó bị liệm luôn đó, chúng ta phải loại trừ những cái đó ha. Với cái video này á, khi mà các bạn chỉnh đúng á, có nghĩa là các bạn ráp van cắt gió và cái đường ống gió chính là bình xăng nó tốt á, thì khi các bạn rồ ga nó sẽ rất là ngọt, nó rất là dễ nổ ha, rất là dễ nổ, và chúng ta lên ga là nó sẽ hồi về rất là nhanh. Em bóp thắng thì nó sáng hơn, em nó mờ mờ nhức mắt thế này. Rồi giờ mình tắt khóa nè, mình đề lại cho các bạn coi nè, bóp thắng trời, chắc đề lại được. Cắn cọc bình, cắn cọc bình vô, ịnh vô vịnh tay đi, vịnh luôn đi, dứt đại cái đi, không lủng đâu. Chưa nghe. Rồi chặt chưa? Dạ. Rồi chưa? Rồi lụm đó. Trời ơi, ông vịnh cọc bình cho tôi sáng cái đi, tôi quay cho xong cái clip cho bạn. Rồi vịnh đi. Rồi đó thì bây giờ nếu mà chúng ta làm đúng á, bóp thắng để bóp thắng cái này, rồi em chuẩn bị đồ ra nha. Nếu mà mình làm đúng á thì nó sẽ dễ nổ như vậy các bạn ha, có nghĩa là mình tắt cái là mình đề lại cho anh em coi nè, rất dễ nổ. Rồi đó, và khi em lên ga thả tay ga xuống, có nghĩa là dặn ga thả liền, cái nó phải hồi về liền, thì chúng ta gắn đúng vào cắt gió ha. Rồi thử. Rồi đó, vậy là gắn đúng ha. Rồi thì cái xe này nó xài cái e cơ nha các bạn, cái e ở đây là e cơ chứ không phải e điện. Thì lần sau có thể là video mình giải thích những cái câu hỏi của các bạn á, là mình sẽ làm trên xe sử dụng e điện ha. Rồi thì video clip này mình nói cơ bản về hoạt động của bình xăng ga dù thôi, còn bạn nào có thắc mắc gì đó thì cứ comment, rồi hẹn gặp các bạn ở những video sau thì sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của anh em một cách cặn kẽ chi tiết hơn. Nếu anh em cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.